Chương 25, được, miệng của cô nhóc này đủ độc. Tô Noãn Tâm trừng mắt nhìn anh nói, chú, chuyện của phụ nữ rất phức tạp, đừng quá tò mò, nếu chú biết quá nhiều, sau này lúc chung đụng với phụ nữ, không khéo bị ám ảnh tâm lý đó. Tô Noãn Tâm cũng coi như là hiểu biết, những cô cậu ấm nhà giàu có này, đều hào phóng như nhau, thích khám phá những thứ kích thích. Lệ Minh Viện quả nhiên là một con họa mi hư hỏng, cô nghĩ trong lòng mà buồn nôn, vô ý tát một cái vào tay của Lệ Minh Viên đang giả bộ vô cùng thân thiết với mình. Lệ Minh Viễn khó hiểu liếc nhìn cô, đúng lúc thấy được khuôn mặt đáng ghét kia, lập tức nhíu mày, con nhóc này, còn dám trở mặt, làm cái gì vậy, xem anh và Tân Viên là cùng một loại người sao, Lệ Minh Viễn anh là một người bừa bãi như thế sao. Trong lòng Lệ Minh Viễn vô cùng khó chịu, vẻ vui mừng trong mắt không khỏi lạnh đi vài phần, sắc mặt của Tân Viên thoáng trắng bệch, cô ta cau mày trừng mắt nhìn Tô Noãn Tâm, tôi không hiểu cô đang nói gì, có điều, Tô Noãn Tâm đúng không? Tôi sẽ nhớ kỹ cô, khi nói câu cuối cùng, giọng nói kia chẳng khác nào có độc, sắc mặt của Tô Noãn Tâm trắng nhợt đi, mãi đến khi trơ mắt nhìn Tần Viện trước khi đi còn bất chợt ai oán nhìn Lệ Minh Viên, cô đột nhiên như được khai sáng, hay cho một mầm tai họa, tâm trạng Tô Noãn Tâm trầm xuống, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi, cô sâu xa nhìn về phía Lệ Minh Viễn, chú à, không nhìn ra, khi đó nha, Lệ Minh Viễn từ nhỏ đã tài giỏi hơn người. Đương nhiên không thể thiếu chỗ xuất sắc, năng lực lý giải càng là số 1 số 2, thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn lại không thể hiểu được lời cô nói, cái gì mà khá đỏ, anh chăm chú nhìn cô, chân mày thoáng chốc nhấc lên, con nhóc này, mới lớn được bao nhiêu, trước sau đã nhìn lén anh mấy lần, sắc mặt càng âm u hơn, không để ý câu nói kia của Tô Noãn Tâm rốt cuộc có ý gì, oán giận nói, khen sại chỗ rồi, cô cũng không kém đâu. Tô Noãn Tâm bị anh đâm chọc suýt thì dậm chân, cười lạnh nói, không so được với giám đốc như chủ, bản thân không đắc tội người ta nói còn đẩy tôi ra làm bi chán, kẻ có tiền các người đều chơi như thế sao, lời nói rõ ràng như vậy, hiện giờ Lệ Minh Viễn còn không hiểu rõ sao, thì ra trong lòng cô, anh không có tí ấn tượng tốt nào, coi anh là của lạ đây, trong lòng anh bùng cháy, nói chuyện càng lúc càng không nể nang, người nghèo mấy cô đều sợ chết thế sao, người nghèo mấy cô, mấy từ này gây gắt đến nỗi khiến Tô Noãn Tâm nổi điên, hơi thở của cô thoáng gấp gáp, đúng đấy, người nghèo chúng tôi sợ chết đấy, bộ dáng kẻ có tiền của các người ấy à, có tiền thì buông thả, thích chơi đùa, cuối cùng xảy ra chuyện thì đến cầu xin người nghèo chúng tôi cứu mạng, cô Tô đừng tự nói mình cao thượng như thế, nếu không phải là vì tiền, cô có cứu tôi không, đương nhiên là không, nếu không phải chủ mở miệng nói rằng cửu chủ thì xây cho tôi 350 tỷ, chủ vốn chẳng có cái gì đáng để tôi cứu cả, khóe miệng của Lệ Minh Viễn co quắp lại, được, miệng đủ độc, đây là nói anh trừ tiền ra, còn lại đều vô dụng đúng không, Lệ Minh Viễn sống đã 28 năm, đây là lần đầu bị một cô nhóc chọc tức thành như vậy, đang muốn ra oai cho con nhóc này biết tay một chút, đã thấy cô nhóc kia cầm hộp giữ nhiệt thở phì phò đi khỏi, anh nhẫn nhịn lắm, mới không xông ra kéo người lại trừng phạt một trận, rất nhanh, Lý Mạnh chật vật cười khổ đi vào, giám đốc, cô chủ Tần đã dẫn người rời đi, cô Tô cũng đi rồi, hai chữ cô Tô, thành công khiến lửa giận trong Lệ Minh Viễn vừa bình thường lại lâm râm bùng lên, cuối cùng lại nhẫn nhịn, người lớn như anh đại lượng, không đáng so đo với một cô nhóc chưa đủ lông đủ cảnh, thế nhưng trong đầu đột nhiên lại nhở ra một chuyện, ngón tay thon dài gõ mặt bàn, anh chậm rãi ngước mắt hỏi, hình khiêu dâm của Tân Viên, đến lúc phanh phui rồi, khụ khụ. Lý Mạnh sặc nước miếng, giám đốc, không phải ngài nói, thời cơ chưa tới sao, chương 26, Noãn Tâm nhà chúng ta thật xinh đẹp, cô nhóc kia dường như biết chút gì đó, ban nãy còn dùng để uy hiếp Tần Viên, Tần Viện hiện giờ là chim sợ cành công, không có gì bất ngờ xảy ra, cô ta sẽ gây phiền phức cho cô nhóc kia, cho nên giám đốc đang muốn dùng sức mạnh để bảo vệ vợ sao, một giám đốc luôn thỏa đáng hóa thành tên cuồng ma cưng chiều vợ nhỏ. Một tí tôi cũng không để cho vợ tương lai gánh chịu, Lệ Minh Viễn câu mày nói, ánh mắt cậu kiểu gì đấy, Lý Mạnh xuân xoe khích lệ nói, ánh mắt nhìn một người chồng tốt trong tương lai, người chồng tốt trong tương lai cãi rắm, tính tình của con nhóc kia, kiểu gì cũng chọc anh tức tới ói máu, anh làm người chồng tốt được mới là lạ, nếu không vì cô ta đòi phải chịu trách nhiệm cưới cô ta, ai lại muốn tìm một người vợ như vậy, đi làm việc đi, phải nhanh lên. Không cần phải tung ra ánh sáng luôn, thần không biết quỷ không hay vứt mấy bức ảnh cho Tân Nghĩa là được,
quan hệ giữa cậu ta và Tần Viên như nước với lửa, sẽ biết làm thế nào để làm to chuyện. Tần Viên đứng trước bờ vực có nguy cơ thân bại danh liệt, tất nhiên sẽ không rảnh mà nhỡ cô nhóc kia. Cô nhóc còn giễu cợt anh không thể trêu vào Tần Viên, mới đây cô ra chịu trận, trông anh giống một tên đến cả phụ nữ cũng không dám chọc đến thế sao? Chẳng qua cảm thấy tính cách của cô nhóc quá xấu, thiếu kinh nghiệm, mới đây cô ra để hăng máu một chút, cuối cùng lại thành khen ngược, khiến cho người ta chạy luôn. Trong quán cà phê cạnh tòa nhà tập đoàn Quốc Doanh, Tổ Ngọc Mỹ vì bệnh mà không thể ăn cơm, liền gọi nước chanh, kiên trì ngồi đợi. Thời gian đợi Tô Noãn Tâm càng lâu, bà càng yên tâm, sau này con gái có chỗ dựa, người làm mẹ như bà vô cùng yên tâm, cho dù thân thể sau này không thể chạy chữa được, có chết đi, bà cũng không tiếc nuối gì. Nhưng mắt thấy, con gái mang sắc mặt không tốt tìm đến, trong lòng Tô Ngọc Mỹ không cầm được bà bột một tiếng, có chuyện gì thế, hai người chung sống không vui sao? Mẹ, không phải mẹ muốn đi ăn uống tản bộ sao? Đi thôi. Mặc dù bây giờ trong lòng Tô Noãn Tâm rất khó chịu, nhưng rốt cuộc cũng không muốn đem năng lực tiêu cực này đến cho mẹ, dù sao mẹ của cô cũng là một bệnh nhân. Tô Ngọc Mỹ thận trọng nhìn cô nói, Noãn Tâm à, con và Minh Viễn, mẹ đừng lo, con với Minh Viễn của mẹ vẫn tốt. Tô Noãn Tâm lặng lẽ nói. Tô Ngọc Mỹ dở khóc dở cười nói, cái gì mà Minh Viễn của mẹ, con nhóc này lại nói linh tinh. Được rồi mà mẹ, mấy điều này không quan trọng, hiểm thấy tâm trạng mẹ tốt như vậy, con vừa mới nhận lương, chúng ta mau đi dạo phố thôi, xin đừng nhắc đến ông chủ lưu manh kia nữa. Tô Ngọc Mỹ tưởng rằng bạn trẻ yêu đương nên dễ mắc cỡ, không muốn nói nhiều đến mấy việc này, ngay lập tức không nói thêm gì nữa, lỡ như thật sự khiến con gái giận, sau này cái gì cũng không chịu nghe bà nữa thì đúng là được một mất mười. Tô Noãn Tâm thấy mẹ cuối cùng không hỏi thêm gì nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dẫn mẹ đi đến cửa hàng gần đó tản bộ. Cả đường đi dạo hầu như đều là, Noãn Tâm này, cái quần này con mặc chắc chắn sẽ rất đẹp, Noãn Tâm nhà ta xinh quá, đôi giày này phối với cải vậy đó, chắc chắn rất đẹp. Noãn Tâm à, chút nữa đi mua cho con chút mỹ phẩm dưỡng da nhé, con cũng nên học chăm sóc da đi. Mẹ, không phải kêu con đi dạo cùng mẹ sao, sao giờ cái gì cũng mua cho con hết thế? Tô Noãn Tâm không biết nói gì, cô bị mẹ coi như búp bê mà phối quần áo, cứ như vậy mà hết nửa buổi chiều. Tô Ngọc Mỹ cười nói, mẹ cũng mua, mới vừa rồi không phải mua một bộ rồi sao, thế nhưng con mua mấy bộ rồi, bình thường con cũng không có dịp mặc quần nhiều, cần gì phải phí tiền, sao lại gọi là lãng phí, sau này gặp Minh Viễn, con cũng đừng có mặc như hôm nay nữa, đỡ để người ta thấy con không biết thưởng thức. Chương 27, con là người đã có chồng chưa cưới rồi, Tô Noãn Tâm hậm hực nói, ngay từ đầu con đã không mặn mà gì nên cũng chẳng sợ người khác biết đâu hơn nữa. Cho dù sau này cô có kết hôn với Lệ Diễn Sâm thì cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ chỉ trên danh nghĩa, sao cô phải quan tâm đến cảm xúc của anh chứ? Nhớ đến hôm nay anh bắt cô từ chức, rồi giữa buổi chiếu phim lúc tôi nói cô làm mất mặt anh khiến Tô Noãn Tâm càng khinh bỉ cái tên lưu manh này. Noãn Tâm à, cậu ấy về sau đã là chồng sắp cưới của con rồi, không thể cư xử giống như trước đây được rồi. Mẹ, con biết làm như thế nào là tốt nhất, mẹ đừng lo lắng nhiều nữa, mẹ chỉ có một đứa con gái. Không quan tâm con thì quan tâm ai? Hai mẹ con tay trong tay đi dạo, trên tay hai người lỉnh kỉnh những túi đồ lớn nhỏ. Tổ Ngọc Mỹ đột nhiên nhìn thấy chiếc váy mặc trên người ma nơ canh trưng bày trong một cửa hàng hàng hiệu cao cấp. Hai mặt bà sáng rực lên, đó là phong cách yêu thích của bà. Nhưng nghĩ đến số dư trong thẻ ngân hàng, Tô Ngọc Mỹ vẫn phải kiềm chế khát khao muốn kéo con gái vào cùng. Tổ Noãn Tâm nhìn thấy vẻ nuối tiếc trong mắt mẹ, vội vàng kéo mẹ vào cửa hàng nói, mẹ, cái váy này đẹp quá, mẹ mặc vào nhất định sẽ trẻ ra 10 tuổi, ngoại hình mẹ cô rất ưa nhìn, dù đã qua bao năm tháng nhưng vẫn có thể nói là một mỹ nhân. Tô Ngọc Mỹ cười khổ, Noãn Tâm, hay là thôi đi con, mẹ già rồi, mặc mấy cái này cũng không thích hợp, hơn nữa mẹ ở bệnh viện mỗi ngày cũng không có dịp để mặc, sao lại không có dịp, lần sau mẹ có thể tự tin mặc đẹp gặp con rể tương lai rồi, có thể thấy mẹ cô rất thích chiếc váy này. Không có người phụ nữ nào lại không muốn diện chiếc váy đẹp mà mình thích, mua bao nhiêu không quan trọng miễn thích là được. Hơn nữa hai mẹ con đi dạo cả buổi cũng mua được mấy bộ quần áo rồi. Có Lệ Minh Viễn ở đây, cô không phải lo lắng về bệnh tình của mẹ mình, lại vừa nhận tiền lương hậu hĩnh, một chiếc váy tặng mẹ thì có là gì, chỉ cần bà thích, mặc lên người thấy thoải mái là đủ rồi. Tô Ngọc Mỹ chợt thì thầm bên tại cô, Noãn Tâm, cửa hàng này chỉ bán đồ hiệu,
quần áo trong đó nhìn thoáng qua cũng rất đẹp, nhưng giá cả chắc chắn rất đắt. Thôi bỏ đi con, người bán hàng nhìn thấy hai mẹ con ăn mặc giản dị tầm thường, vừa bước vào cửa hàng đã nhìn chằm chằm chiếc vẫy rồi thì thầm to nhỏ với nhau, nhìn qua đã biết bọn họ là người nghèo, đoán chừng họ không có đủ tiền mua quần áo trong cửa hàng. Đám nhân viên khinh thường nhìn hai mẹ con, nhìn chung, loại cửa hàng thương hiệu cao cấp này đều có dịch vụ chăm sóc khách hàng, với mỗi khách hàng ghé qua, nhân viên bán hàng trong cửa hàng sẽ nhiệt tình tiếp đón, cùng với đó là giới thiệu kiểu dáng quần áo, chất liệu vải vóc và tên tuổi nhà thiết kế. Tuy nhiên, Tôn Noãn Tâm và mẹ đã vào được một lúc rồi nhưng vẫn không thấy ai lại gần giúp đỡ. Tổ Ngọc Mỹ hiền lành không để bụng chút nào, nhưng Tôn Noãn Tâm lại không phải dạng vừa. Cô cảm thấy bản thân bị xem thường thì hung hăng xông tới ngay, hai tay khoanh trước ngực, cái cảm nhỏ nhắn hết về phía nhân viên bán hàng, dõng dạc nói, phiền cô lấy cái váy này cho mẹ tôi thử. Nhân viên bán hàng nghe vậy khinh khỉnh nói, cải cố này, chiếc váy đây là kiểu dáng chủ đạo của cửa hàng chúng tôi trong năm nay, giá không hề rẻ, cô thử thì không có vấn đề gì, nhưng nếu làm hỏng thì không đến nỗi đâu. Tổ Noãn Tâm cau mày khích tướng, ồ, quần áo đắt tiền mà mặc thử 1 tỷ đã hỏng, vậy cũng đòi bản hả? Chương 28, mở tiệm buôn bán mà dám ngang nhiên đuổi khách. Đương nhiên đây là nơi này chỉ dành cho những người cao quý tới xem quần áo mà thôi, bọn họ có sự hiểu biết về vải vóc, thử đồ cũng phải đặc biệt có người đi theo phụ thử, không có khả năng làm hỏng trang phục. Nhìn hai người, không giống kiểu có người đi theo phục vụ, nếu đưa bộ đồ này cho hai người tự mình thử, làm hỏng đi có muốn đến cũng không có tiền mà đền nổi đầu. Đúng lúc này có hai mẹ con bước vào cửa tiệm, thật xui xẻo, vậy mà lại gặp bà cổ ở đây, bên cạnh còn có một cô gái khuôn mặt thanh tú, dáng người thon thả mảnh khảnh, cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn, cô ấy vẫn còn rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, trên người mặc một chiếc váy dài được đặt may cực kỳ lộng lẫy làm tôn lên khí chất tạo nhã của cô, lại còn đeo không ít trang sức quý, đồng hồ phụ kiện đắt tiền, vừa nhìn đã thấy toát lên vẻ con người có tiền. Người phục vụ kia vừa nãy còn đang trương ra bộ mặt khinh thường với hai mẹ con cô, ngay lập tức lộ ra vẻ mặt nịnh nọt vội vàng chạy đến, cực kỳ ân cần hỏi han, y già, bà cố, cô cố, là hai người đấy ư, thật vinh dự mà, hôm nay cải tiệm nhỏ này quả thật là được quý nhân ghé thăm rồi. Bà cố vẫn còn chưa nhìn thấy hai mẹ con Noãn Tâm, cao ngạo gật đầu, ta ghé qua xem phong cách chủ đạo cho mùa hè năm nay của tiệm các cô, mời bà cố và cô cố đi lối này. Tôi sẽ đi lấy tạp chí mới nhất năm nay cho mọi người chọn lựa, bà và cô nhìn trúng cái nào tôi sẽ đích thân giúp hai người thử đồ. Bà cố là khách quen của cửa tiệm này, tất cả nhân viên bán hàng ở đây ai cũng đều quen biết bà ta, trực tiếp đưa bà ta vào khu dành riêng cho khách VIP sau khi đem lên cho bọn họ hai ly nước ép trái cây tươi. Nhân viên cửa tiệm vô cùng vội vàng tranh nhau giới thiệu cho bọn họ kiểu dáng mới của năm nay, thái độ hoàn toàn trái ngược với khi tiếp đón hai mẹ con Noãn Tâm. Tổ Ngọc Mỹ theo bản năng liền rụt cổ lại lùi về sau, kéo tay Noãn Tâm, nhỏ giọng nói, Noãn Tâm, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, người phục vụ ban nãy cũng chạy lại đuổi người, xin lỗi hai người, tiệm chúng tôi có khách quý ghé tới, không thể tiếp hai người thêm nữa, xin mời đi cho. Tổ Noãn Tâm vốn dĩ biết rằng mẹ cô không hề thích gây chuyện thị phi, nghĩ nhiều một chút còn hơn là gây thêm một chuyện, rời đi bây giờ sẽ tránh được việc chạm trán với bà cổ. Hơn nữa bà ta rất độc mồm độc miệng, nếu để bà ta gặp được mẹ cô thì mẹ sẽ không chịu nổi mất. Nhưng mà người nhân viên này là cải thể loại gì đây, mở tiệm buôn bán mà dám ngang nhiên đuổi khách, khinh thường ai vậy chú. Tính tình Tôn Noãn Tâm vốn dĩ nóng nảy, trong phút chốc bị chọc giận, lạnh lùng nói, hôm nay chị đây không muốn đi đấy, tôi muốn để cho mẹ tôi thử cái váy vừa nãy, sao nào, gọi bảo an tới bắt tôi đi, một mình cô chấp hết, cô không hề nói chơi. Mặc dù không thích gây sự nhưng Noãn Tâm cô đây tuyệt đối không sợ rắc rối. Người nhân viên kia liền cau mày, hai người đừng có mà không biết điều, quấy rầy khách quỷ không có lợi gì cho hai người đâu. Đi mau, nơi này không phải chỗ cho lũ người nghèo các ngươi dạo phố. Y vô, ta có biết người này, thì ra là Tô Ngọc Mai đấy à, cô khỏi bệnh rồi sao, lại còn đi dạo phố. Ha ha, loại cửa hàng đắt đỏ như thế này mà cô cũng dám bước chân vào. Tôi cũng thực sự bội phục sự can đảm của cô đấy, vừa nãy khi bà cố bước vào cửa cũng đã chú ý tới chiếc váy treo trong tủ kính kia rồi, nhưng chỉ mới liếc qua mà thôi, vừa rồi vừa mới định lại xem kỹ thì ai ngờ lại chạm mặt với hai mẹ con nhà kẻ thứ ba này chứ. Nhưng rốt cuộc, vì sự xuất hiện hôm trước của nam thanh niên kia ở trong bệnh viện, bà ta cũng không dám lớn tiếng mắng mỏ như trước đây,
chỉ dám mở miệng chế giễu vài câu, bà ta vẫn như cũ không thèm để ý tới Tô Ngọc Mỹ, nhưng nếu như con tiện nhân kia thực sự được gả vào nhà họ Lệ rồi thì trong lòng bà sẽ cực kỳ khó chịu, hơn nữa, bà cũng không dám đối đầu với nhà họ Lệ. Tô Noãn Tâm cười lạnh một tiếng, ai không biết lại tưởng cửa tiệm này là do bà cố làm chủ cơ đấy, bà bước chân vào được còn người khác thì không hay sao. Chương 29, ông chủ lưu manh chơi cũng đẹp đấy, nếu không biết còn tưởng cửa hàng này do bà cố mở đó, chỉ có bà được vào, còn những người khác thì không. Giọng điệu cô trầm ổn, nhưng đem theo chút giễu cợt, xem thường. Trước mặt người ngoài bà cố vẫn phải cố tỏ vẻ cao quý, bà ta cố nén lửa giận trong lòng, siết chặt chiếc túi xa xỉ trong tay, nhướng mày, tuy rằng cửa hàng này không phải do nhà họ Cổ mở ra, nhưng tôi là khách VIP ở đây, các cô không răng cửa hàng này chỉ nhận khách VIP thôi sao, bà ta nói xong rồi đột nhiên như bừng tỉnh, nhớ ra điều gì đó, ôi tôi lại quên mất, gia cảnh các cô như thế, không biết thì cũng là chuyện rất bình thường, cũng khó trách ở chỗ này rồi tự làm mất mặt mình. Tổ Noãn Tâm trừng mắt nhìn bà ta, bà Cổ, bà cứ yên tâm đi, cho dù có mất mặt thì cũng không mất mặt của nhà họ Cổ các người, đừng để tôi nói lần thứ ba, lấy chiếc váy đó xuống để mẹ tôi còn thử, vẻ mặt người bán hàng đầy khó xử nhìn bà Cổ, bà Cố mỉm cười đầy ẩn ý, ồ, vừa mắc chiếc váy nào rồi sao, thưa bà Cố, là chiếc váy trong cửa kính mà mô hình người mẫu đang mặc, thật là trùng hợp, tôi vừa nhìn là đã ưng chiếc đó rồi, lấy xuống gói lại cho tôi đi. Xin lỗi, mẹ tôi thích cái váy này trước, bà Cố, bà có hiểu đạo lý người đến trước và kẻ đến sau là như thế nào không? Vẻ mặt Tô Noãn Tâm không vui nói, bà cô bày ra nụ cười hiền từ, nói, con bé ngu ngốc, đồ dốt nát, cô không biết rằng ở những chỗ như vậy thì lời nói của người có tiền mới tính hay sao? Tô Ngọc Mỹ, cô không biết dạy con gái mình những kiến thức cơ bản như vậy sao? Sắc mặt Tô Ngọc Mỹ tái nhợt nói, Noãn Tâm, chúng ta đi thôi. Có nhất quyết không đi, một khi Tô Noãn Tâm đã nổi nóng thì 10 con bò cũng không thể kéo lại được, cô giễu cợt, bà Cổ, nếu ai không biết còn tưởng bà có một đôi mắt tinh tường, nhìn thấu sự đời nữa đấy, còn chưa mở ví xem thẻ ngân hàng của tôi còn tiền hay không mà đã gắn cho tôi cải danh người nghèo rồi, tôi có nên gọi bà là mắt chó không biết nhìn người không nhỉ, con khốn, mày mới là mắt chó, cả hai mẹ con này mới là mắt chó, nụ cười trên mặt bà Cố không còn giữ được nữa. Bà ta cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, Tô Noãn Tâm, cô đừng có mà không biết điều, cho dù cô có với được tên đàn ông làm tiền nhiều của thì về sau cũng sẽ có ngày bị anh ta giày xéo tơi tả thôi, trong mắt những tên đàn ông đó, những kẻ thấp kém như cô chỉ như đồ chơi, chơi được vui vẻ mấy ngày đầu, qua một thời gian thì sẽ chẳng còn mới mẻ gì nữa, vậy nên cô đừng có mà đắc ý, những tên đàn ông đó, nghe điều có vẻ như bà cố có nhiều kinh nghiệm rồi thì phải. Đôi mắt của Tô Noãn Tâm sâu thẳm, ý tử sâu xa khiến khuôn mặt của bà cố gần như biến thành gan lợn. Con khốn, cô cho rằng tôi và cô giống nhau được sao, đều làm kẻ thứ ba, sinh ra con gái cũng làm kẻ thứ ba sao. Nghe xong lời này, trong mắt Tô Noãn Tâm không khỏi lóe lên một tia nghi ngờ. Trong những lời của bà cổ, hầu như bà ta chỉ nhằm vào chuyện làm kẻ thứ ba, như thể phán quyết chính cô đi quyến rũ mấy tên đàn ông giàu có vậy. Nhưng làm sao bà ta biết được Lệ Minh Viễn? Tô Ngọc Mỹ thấy vậy liền nói nhỏ vào tai cô, lúc sáng Minh Viện đến bệnh viện gặp mẹ, tình cờ gặp bà cố đang chửi bởi ngoài cửa, sau đấy cậu ấy sai người tống bà ấy ra khỏi bệnh viện, thì ra là vậy, không thể không nói rằng, ông chủ lưu manh đó chơi cũng đẹp đấy, khóe miệng Tô Noãn Tâm chợt nhếch lên một nụ cười quyến rũ, mê người, chủ nhà tôi làm sao có thể giống những người khác được, chủ ấy nói sẽ cưới tôi, về sau. Thân phận của tôi đến một bà cổ như bà cũng đắc tội không nổi đâu, người không nên đắc ý phải nói bà cổ mới đúng đó. Khi nghe những lời đó, bà cố cười giễu cợt, những lời đàn ông nói trên giường sao có thể tin được chứ, ha ha ha, chỉ có loại quen đi làm kẻ thứ ba thấp hèn như các cô thì mới tin vào câu nói của mấy tên đàn ông khi ở trên giường. Miệng bà ta tuy nhanh, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn lắm, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng con khốn Tô Noãn Tâm này thật sự rất ưa nhìn. Còn xinh đẹp hơn cả hai đứa con gái của bà ta, đặc biệt là đôi mắt đó, giống như một con yêu tinh cầu hồn người khác, có lẽ cậu chủ nhà họ Lệ cũng không nhịn được mà bị hớp hồn, ha ha, bà cổ, bà quan tâm hơi nhiều thì phải, sau này tôi có bị giày xéo hay không ấy à, bà cứ mở to đôi mắt chó mà chăm chậm quan sát cho thật kỹ là được,
hà tất gì phải như con chó điên cắn người vậy, người nào biết thì may ra còn nhận ra bà là bà cố, ai không biết lại tưởng cho điện nhà ai để sổng ra cắn người đấy. Chương 30, cô chủ nhà họ Cố vênh váo hung hăng, nhắc đến miệng độc, từ nhỏ đến lớn Tô Noãn Tâm chưa bao giờ sợ ai, mặt bà cổ tái xanh, nhưng những lời của Tổ Noãn Tâm lại nhắc nhở bà ta rằng bà ta có xuất thân cao quý, con gái nhà danh gia vọng tộc, hơn nữa còn là bà chủ của nhà họ Cố, sao phải đi so đo với hai kẻ thấp hèn này chứ, thật là mất hết vẻ cao quý. Bà ta lập tức chế nhạo, được rồi, Tô Noãn Tâm, cô nên nhớ kỹ cho tôi. Tốt hơn hết có nên học cho tốt tất cả những thủ đoạn để thu phục trái tim đàn ông mà mẹ có truyền lại cho đấy, không lại giống như cuộc đời của mẹ cô, cho dù sinh ra một đứa con gái thì mãi mãi vẫn chỉ là một kẻ thứ ba thấp hèn, hết thời mà thôi, không những vậy con bị người đời chửi mắng sỉ nhục, chuyện này thì không cần bà cổ phải quan tâm, điều bà nên quan tâm là sau khi Tô Noãn Tâm tôi có quyền có thể rồi thì cái vị trí bà cố của bà còn có thể ngồi vững được nữa không. Bà cố nghe xong, mặt tái mét vì tức giận, con khốn, bà cổ, hãy chú ý đến hình tượng của bà, nào, hít thở sâu, mau chóng nuốt xuống con tức giận đó, đừng quên rằng, lần trước trong bệnh viện, mẹ tôi đã bị bà chọc giận đến ngất đi, tôi bảo trước cho bà kẻo bà lại ngất ra đây, vậy câu nói kia thành sự thật rồi đó, cô, bà cổ tức giận đến không thở nổi, một tay xoa xoa lồng ngực, một tay khác thì run rẩy chỉ vào Tô Noãn Tâm, Tô Noãn Tâm ở bên cạnh, thấy vậy thì cảm thấy vô cùng sảng khoái, vừa mới nói vài câu mà đã tức giận thành như vậy rồi, xem ra năng lực của bà cố cũng chỉ đến vậy mà thôi. Mẹ xem quần áo xong chưa? Cổ Thiên Linh cuốn tạp chí trên tay, dẫm trên đôi giày cao gót bước tới, sắc mặt của bà cổ liền thay đổi, bà ta lập tức hít thở sâu, làm đúng theo lời Tô Noãn Tâm nói, đem cơn tức giận kia nuốt xuống. Cổ Minh Đức có kẻ thứ ba ở bên ngoài, chuyện này chỉ có bà ta biết. Ngay cả những đứa con của bà ta ở nhà không hề hay biết, bà ta cũng không muốn chúng nó biết, nếu không chỉ tổ mất mặt bà chủ nhà họ Cố như bà. Bà ta lập tức cười nói, Thiên Linh, mẹ thấy có người quen nên chào hỏi, tán gẫu vài câu thôi, người quen. Cổ Thiên Linh đến gần, bọn họ sao? Cô ta liếc nhìn đánh giá mẹ con Tô Noãn Tâm một lượt, quần áo giản dị, vừa nhìn đã biết là người nghèo, trong mắt cô ta hiện lên một tia ghét bỏ, vậy mẹ đã ưng ý cái váy nào rồi? Câu này giúp Tô Noãn Tâm sực nhớ ra một chuyện, khuôn mặt cố lạnh tanh lập tức nói với nhân viên bán hàng, mở cửa làm ăn, vậy mà cô dám đuổi khách ra khỏi cửa, cô có tin rằng, tôi sẽ đăng sự việc hôm nay lên mạng hay không? Cư dân mạng, mỗi người một câu cũng đủ để dìm chết cô rồi, tôi hỏi lại lần cuối, bộ váy này, cô có lấy xuống cho mẹ tôi thử không đây? Nhân viên bán hàng vừa mới xem một trò hay. Cô ta cảm nhận sâu sắc rằng cô gái nhỏ trước mặt có không phải là một người, dễ chọc, ngay bà cố cũng phải kiêng kỵ chỗ dựa của cô gái kia, sau lưng cô ta không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cô gái này, bộ váy này đã được gói lại cho bà cố, cô xem, tôi đã nói rồi, đến trước được trước, mẹ tôi nhìn thấy chiếc váy đỏ trước, sau khi mặc thử, miễn là vừa thì tôi sẽ mua nó, sẽ không làm chậm trễ công việc kinh doanh của các cô đâu, cái này. Nhân viên bán hàng lau mồ hôi lạnh trên trán, đang rơi vào thế khó xử thì lại nghe thấy Cổ Thiên Linh đang cau mày nói, có nghe không hiểu lời người khác nói sao, mẹ tôi ưng ý chiếc váy này, váy cũng được gói lại rồi, các cô cứ lăng nhăng ghi the, Tổ Noãn Tâm chỉ cảm thấy rằng đúng là mẹ nào con nấy, hôm nay là gặp mặt đầu tiên của cô và cô chủ nhà họ Cố, thái độ độc đoán này thực sự giống bà cổ như đúc, cô lập tức nhướng mày nói, không hiểu lời người khác nói chính là mẹ con các cô, được thôi, tôi cũng không phí lời với các cô nữa, bộ váy này là do mẹ tôi nhìn thấy trước nhưng bây giờ mẹ tôi cũng chẳng còn tâm trạng đầu mà thử nữa, nhân viên bán hàng, cô gái cái váy lại cho tôi, nhớ cho kỹ tôi nhìn thấy trước nên mua trước, Cổ Thiên Linh chế nhạo, nếu ai cũng thích cái váy này như vậy thì cứ tuân theo quy tắc của người giàu là được, đấu giá, giá cao hơn sẽ mua được, đấu giá cái mẹ gì chứ? Dùng những thủ đoạn chuyên nghiệp của người giàu đi bắt nạt người nghèo các cô sao? Chương 31, ông chú lưu manh, đã đến lúc phải lợi dụng chú rồi. Bên kia, bà cổ không khỏi mừng thầm, đúng là người có tiền mới có thể nuôi dưỡng được đứa con gái có phong thái mạnh mẽ như vậy. Tổ Noãn Tâm chỉ là con gái của một kẻ thứ ba hèn hạ thì làm sao có thể so nối. Tổ Ngọc Mỹ nghe vậy thì tái mặt, kéo cổ tay con gái, nói, Noãn Tâm, quên đi, mẹ, không thích cái váy đỏ lắm.
nhưng bây giờ không phải là vấn đề thích hay không nữa rồi, lúc này là lúc người tranh nhau một hơi thở, Phật tranh nhau thời gian một nén nhang, nếu hôm nay, Tổ Noãn Tâm còn nhượng bộ nữa thì hôm sau chắc chắn bà cố sẽ đạp hai mẹ con họ, ngồi lên đầu họ mà chơi mất. Cổ Thiên Linh nghe xong liền ngẩng cao đầu ra vẻ thanh cao nói, không có khả năng mua thì đừng ở đấy để rồi bị mất mặt, làm gì, cút đi, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mắt mẹ con tôi nữa, các người không xứng, ai nói chúng ta không có khả năng mua. Cổ Thiên Linh, đúng không, giống hệt mẹ cô, đều là loại mắt chó xem thường người khác, nói cho cô biết, hôm nay Tô Noãn Tâm tôi không chỉ mua một chiếc váy này mà cả cải của hàng này, tôi đều mua lại, ông chủ lưu manh, đã đến lúc cần dùng đến chủ rồi. Sau khi Tô Noãn Tâm phát hiện ra mình bị ép vào tình thế như vậy, cô chỉ còn một con đường duy nhất, cô thà cúi đầu, xin lỗi, phục tùng cái ông chủ lưu manh kia chứ sẽ không bao giờ để hai mẹ con nhà họ Cố đè đầu cưỡi cổ, tác oai tác quái trước mặt mẹ con họ, cô không nợ nần gì nhà họ Cổ cả. Cổ Thiên Linh nghe xong liền bật cười chế giễu, ha 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 ha, mẹ ơi, xem này, mấy đứa nghèo hèn lại thích nằm mơ giữa ban ngày, cô gái à, cô nghĩ cửa hàng là cửa hàng bình thường sao, đem vài chục triệu hay trăm triệu đến là có thể mua được rồi sao, đây là một chuỗi cửa hàng của một thương hiệu, cô muốn mua toàn bộ chuỗi cửa hàng của thương hiệu XS sao, đúng là không biết tự lượng sức mình, có biết tự lượng sức mình hay không, cô cứ nhìn cho rõ. Tổ Noãn Tâm khoát tay một cái, hít một hơi thật sâu, nhấc điện thoại bấm số của Lệ Minh Viễn, nhìn thấy điều này, bà Cổ không khỏi hơi nheo mắt lại. Bà ta biết con khốn này nhất định là đang gọi cho cậu chủ Lệ, chỉ là không biết cậu chủ Lệ có bằng lòng giúp con khốn này không, nếu muốn giúp, dựa vào địa vị của nhà họ Lệ để mua thì cũng dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, có hàng trăm chuỗi cửa hàng thương hiệu XS trên khắp thế giới, không thể mua duy nhất một cửa hàng được, mua một lần cả trăm cửa hàng sẽ là số tiền không hề nhỏ, dù đàn ông có thích tiêu tiền cho hồ ly tinh nhưng cũng không thể tiêu pha đến mức này đâu. Hơn nữa, đây là một thương hiệu có lợi nhuận không nhỏ, một công ty quần áo nổi tiếng, không thể nào nói mua là mua ngay được, nhưng không chừng cậu chủ Lệ sẽ đồng ý vì hiện tại có thể thấy, rõ anh ta rõ ràng vẫn còn hứng thú với con khốn Tô Noãn Tâm này. Khi bà Cổ còn đang khổ não trong đống suy nghĩ rối ren, thì ở đằng kia, Cổ Thiên Linh vòng tay qua ngực như thể đang xem một trò đùa, những tên nghèo hèn này lại thích mấy trò giày vò của người nghèo, vậy thì cứ để họ tự nhiên vậy, xem chút nữa bọn họ sẽ trốn thoát kiểu gì. Điện thoại đổ chuông hai lần, một giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ vang lên, xin lỗi, số mấy quý khác đang gọi hiện đang bận. Sắc mặt Tổ Noãn Tâm không khỏi tái nhợt, mẹ ơi, không ngờ ông chủ lưu manh kia lại dám cướp điện thoại của cô, chuyện này đã đến nước này rồi. Dù thế nào đi nữa, hôm nay cô cũng không thể mất mặt trước mặt hai mẹ con nhà kia được. Ồ, đây là không kết nối được sao, hay là người ta không muốn trả lời? Cổ Thiên Linh đầy khinh bỉ, Tổ Noãn Tâm hờ hững liếc cô ta một cái rồi nói, gấp gáp gì chứ, nhân viên bán hàng, nhà vệ sinh ở đâu? Nhân viên bán hàng biết chuyện hôm nay nhất định sẽ không dễ dàng được giải quyết êm đẹp, vừa nhìn qua đã biết, tất cả những người này đều là người mà những nhân vật nhỏ như cô không thể đắc tội. Ngay lập tức trên khuôn mặt nhân viên bán hàng nở một nụ cười cứng nhắc, cô ta chỉ về một phía, nói, vâng, ở đằng kia. Tô Noãn Tâm gật đầu, làm phiền cô đưa mẹ tôi đến ghế VIP nghỉ ngơi một lúc, tôi gọi điện xong sẽ quay lại. Sau đó cô nói nhỏ vào tai Tô Ngọc Mỹ, mẹ, tẹo nữa, hai mẹ con bà ta nói gì thì mẹ cũng đừng nghe, mẹ cứ yên tâm đợi con trở về là được. Lúc này, trong lòng Tô Ngọc Mỹ không khỏi bất an, Noãn Tâm, hay là thôi đi. Mẹ ơi, chuyện này không bỏ qua được, nhượng bị một lần thì sẽ bị ức hiếp nhiều lần, con đã bị ép đến mức này rồi, hôm nay con phải đấu tranh lại nếu không thì cả đời này của con cũng chẳng thể qua được cửa ải này. Tổ Ngọc Mỹ bất lực thở dài, không còn gì nữa, nếu Minh Viễn ở đây, thằng bé sẽ không bỏ mặc Noãn Tâm, tuy nhiên, nếu lúc này Noãn Tâm không thể liên lạc với điện thoại với thằng bé. Chương 32, trước mặt tình địch, tôi không thể tỏ ra sợ hãi. Trong phòng vệ sinh, Tô Noãn Tâm đã gọi 5-6 cuộc điện thoại liền nhưng lần nào cũng chẳng có ai bắt máy. Dù cô đã cố gắng để trấn an bản thân mình nhưng sâu trong lòng lại chẳng thể kiên quyết như vậy. Nào ngờ, trong phút chốc đã có người bắt máy, vang lên bên tai là một giọng nói nam tính trầm lạnh. Chuyện gì? Tô Noãn Tâm hít một hơi. Chú ơi,
lần nào gọi mà không có chuyện là tên du côn, có chuyện một cái là thành chủ. Nét trào phúng trên gương mặt của Lệ Minh Viễn không ngừng xuất hiện. Chuyện gì? Nói đi, chú ơi, hôm qua là do cháu không tốt, cháu không nên đối xử với chủ như vậy, còn nói chỉ là tên du côn, cháu thề có trời là lần sau sẽ không dám thốt ra chữ tên du côn và không ngăn bướng cãi lời chủ nữa. Trên bàn họp, không ít đại biểu của các công ty chi nhánh ngồi đó, trên đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn tổng giám đốc của bọn họ cứ nghe điện thoại trong cuộc họp quan trọng thế này. Chẳng rõ người bên kia đầu dây quan trọng đến thế nào mà khiến cho tổng giám đốc phá vỡ kỷ luật thế này. Lệ Minh Viễn không muốn nhìn thẳng vào những đôi mắt đầy ngờ vực dưới kia, búng tay hai lần lên bàn họp, nhướng mày hỏi, cam đoan nói được thì làm được, chú à, cháu thề đó, sau đó thì sao, thì sau đó chú giúp cháu chuyện này, biết ngay, lại là cái kiểu này thành khẩn cầu xin anh, chẳng những không nói tên côn đồ mà còn dám nhận thua mà xin lỗi anh. Con bé ranh này đúng là có thể lật mặt nhanh đến nỗi khiến người ta giận sôi máu mà. Lệ Minh Viễn định mở miệng nói câu cự tuyệt, dựa vào cái gì mà con bé này cử hở là tìm, hở là mãn anh như vậy, bộ anh trông giống người sẽ đi lo mấy chuyện linh tinh này hả? Những lời thốt ra khỏi đầu lưỡi lại là, có chuyện gì gấp vậy, anh sẽ không chiều ý ranh con này đâu, chỉ là muốn hỏi cho rõ có chuyện gì thôi. Chuyện là hôm nay cháu đi dạo phố cùng mẹ, mẹ có để ý một cái vậy? A thiếu tiền hả? Lệ Minh Viễn khẽ cười lạnh trong lòng. Tổ Noãn Tâm lại nói tiếp, mà bên kia, bà cổ cũng để ý chiếc váy đỏ. Cô cổ bảo mẹ con cháu biển đi, còn nói hai mẹ con cháu nghèo, không xứng tầm với cửa hàng kiểu này. Cháu giận lắm, điên đầu luôn, rồi chạy đến tìm chủ cửa hàng. Lệ Minh Viễn nói theo bản năng, đòi mua váy giá gấp đôi. Tổ Noãn Tâm sững sờ, tên Lệ Minh Viễn này rảnh rang cũng có đọc tiểu thuyết hả? Không thì sao mà nghĩ ra kiểu diễn biến này được, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tỏ rõ vẻ khốn khổ, nghiêm trọng hơn thế nhiều, gấp 10, Tổ Noãn Tâm sắp khóc đến nơi rồi. Bây giờ nghĩ lại, cô thật sự rất khâm phục khí thể anh dũng của mình khi ấy, không phải, cháu nói muốn mua lại cửa hàng đó, wow, tuyệt thật đấy, chú ơi, nếu là người khác thì cháu đã bỏ qua, nhưng đây là hai người cháu ghét nhất đó, trước mặt tình địch, cháu tuyệt đối không thể tỏ ra sợ hãi. Mà, chủ ơi, dù gì cháu cũng là người thân thích của chủ mà, cháu sợ thì chủ cũng phải sợ chứ. Lệ Minh Viễn muốn quỳ lạy khả năng suy luận của cô, vậy nếu không có tội thì sao, em định làm cái gì đây? Tổ Noãn Tâm, em không biết lượng sức mình à? Tổ Noãn Tâm tức giận nói, nếu không nhờ chú thì hai mẹ con tôi đâu có đi dạo phố, nếu không nhờ chủ chạy tới bệnh viện thăm mụ của tôi thì mẹ tôi sẽ không cảm thấy rằng đứa con rể này quá keo kiệt rồi. Sợ lần sau gặp sẽ mất mặt nên mới cùng tôi dạo phố mua quần áo. Lệ Minh Viễn thẳng thắn bật ra tiếng cười. Thôi, đã chấp nhận cưới em, tôi sẽ giữ thể diện cho em là cửa hàng nhà ai. Là cửa hàng quần áo của XS ở thành phố Hàng Châu. Lệ Minh Viễn buồn cười. Tôn Noãn Tâm, em cũng biết XS là đại lý hả? Biết chứ, vừa mới nghe cô cổ nói rồi. Được hay không thì chú nói nhanh đi. Không thì tôi còn nghĩ cách khác. Hả, em có cách nào khác à? Tạm thời chưa nghĩ tới, Lệ Minh Viễn đầy ghét bỏ nói, không biết xấu hổ. Tôn Noãn Tâm hít một hơi sâu, rốt cuộc là chủ có giúp hay không, giọng nói của cô khẽ trùng xuống, bên kia đầu dây cũng nghe thấy một tiếng hít sâu. Tôn Noãn Tâm cầm chặt điện thoại, nín thở lắng nghe. Chương 33, xin nghỉ việc, nếu không thì không cần nói chuyện, cô có chắc chắn sau này sẽ có thái độ tốt hơn với tôi và sẽ không đối đầu với tôi nữa không? Chắc chắn sẽ như vậy, nghỉ việc đi. Nếu không thì không cần nói chuyện nữa, chết tiệt, đợi đã, sao, chuyện này cũng phải để cho tôi làm xong tháng này đã vì còn nửa tháng lương tôi vẫn chưa được trả. Hơn nữa, nếu muốn nghỉ việc thì cũng phải nói trước với chờ tuyển được người mới rồi tôi mới được nghỉ. Nếu mà cứ nghỉ đột ngột như vậy thì rất dễ đắc tội với ông chủ. Cuối cùng thì cô gái này cũng bị anh thuyết phục. Lệ Minh Viễn cảm thấy buồn cười không nói nên lời, gõ ngón tay lên bàn hai cái rồi nói, được, vậy thì làm đến cuối tháng. Vậy chủ giúp tôi mua cửa hàng này sao? Tôi không hề muốn cửa hàng này, mua xong rồi thì nó vẫn thuộc về chú, tôi chỉ làm việc ở đó thôi, không cần mua, chỉ cần giúp cô xả giận là được đúng không? Tổ Noãn Tâm gật đầu mạnh mẽ, ừ, hiểu rồi. Nói xong, Lệ Minh Viễn cất điện thoại, sau khi gọi điện thoại nói chuyện vài câu thì anh lập tức tiếp tục cuộc họp, còn về phần Tổ Noãn Tâm thì sau khi cất điện thoại, có rửa tay rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh. Sau đó đi đến vị trí của vị khách quý bên kia,
Khi thấy mẹ cô ngồi đó với vẻ mặt đầy thấp thỏm và bất an trông có vài phần đáng thương, trong lòng cô không hiểu sao lại có chút thương xót. Trong phút chốc cô cảm thấy lúc nãy bị Lệ Minh Viên làm cho mềm nhũn đến mức không có xương sống cũng không phải là vấn đề to lớn gì. Điều quan trọng nhất là để cho mẹ cô không cần phải lo lắng về những chuyện trong tương lai. Còn ở phía bên kia, hai mẹ con bà Cố và Cổ Thiên Linh rất thích thú và lựa chọn rất nhiều quần áo dưới sự giới thiệu của nhân viên bán hàng. Nhìn thấy cô đi từ phòng vệ sinh ra, Cổ Thiên Linh chế nhạo nói, ôi, nhìn cô đáng thương quá, cô chưa từng được vào phòng vệ sinh sang trọng như vậy trong cửa hàng nên ở trong đó không muốn ra sao. Tổ Noãn Tâm trợn tròn mắt không nói gì, cô chỉ là đang đợi Lệ Minh Viễn ra tay thôi, có lặng lẽ đi qua ngồi bên cạnh Tô Ngọc Mỹ, nắm tay bà trấn an và nhỏ giọng nói ở bên tai bà, mẹ, con rể tương lai của mẹ nghe con nói mẹ bị người ta sỉ nhục thì nói muốn giúp mẹ xả cơn giận đấy. Tô Ngọc Mỹ nghe vậy thì có một chút sửng sốt, khóe miệng lập tức nhếch lên thành nụ cười nói, thật sao, con rể thật sự nói như vậy sao, thật chứ, anh ta thích mẹ vợ tương lai của mình như vậy nên khi con nói mẹ bị bà Cố và những người khác bắt nạt thì anh ta lập tức nổi giận, nói con cứ việc ở đó chờ và đừng làm cái gì cả, cứ để anh ta xả giận giúp chúng ta, Viễn đúng là một đứa trẻ ngoan nhưng chuyện này sẽ không gây rắc rối cho con rể chứ, làm sao có thể chứ. Anh ta dù gì cũng là tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh cho nên chuyện này chỉ nhỏ như cọng lông gà mà thôi, mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ an tâm ngồi chờ là được. Tô Ngọc Mỹ thoáng chốc đã khôi phục lại vẻ tức giận, cả người cảm thấy tràn trề năng lượng. Tô Noãn Tâm cảm thấy rất bất lực, quả nhiên trong lòng mẹ cô đã xem Lệ Minh Viễn như một tia sáng trong cuộc sống ảm đạm của cô, mà thôi, sau này nhờ vào sự tồn tại của Lệ Minh Viễn mà có thể làm cho mẹ cô trở nên vui vẻ thì cô cũng có thể đối xử tốt với anh một chút. Cặn bã thì là cặn bã nhưng cặn bã trên đầu cô thì sẽ không thành. Chưa đầy 10 phút thì quản lý của cửa hàng đột nhiên xuất hiện và đích thân đi đến trước mặt hai mẹ con cô, cung kính cúi đầu, bà Tô, cô Tô, xin chào, tôi là quản lý của cửa hàng này. Hai mẹ con bà Cổ và Cổ Thiên Linh đứng cách đó không xa nên khi nhìn thấy điều này thì thay đổi sắc mặt. Bà Tô sao, Tô Ngọc Mỹ chỉ là một kẻ thứ ba thấp hèn thì làm sao có thể được coi là quý bà được. Tô Noãn Tâm không thèm để ý đến vẻ mặt của hai mẹ con họ lúc này mà lạnh lùng nói, có việc gì sao, thành thật xin lỗi, là do nhân viên bán hàng trong cửa hàng không hiểu chuyện nên mới đắc tội với hai người. Để xin lỗi bà Tô và có Tô thì hôm nay cửa hàng sẽ tặng cho hai người toàn bộ quần áo mà hai người thích. Cô Tô, cô muốn thứ gì cũng được nhưng xin cô đừng mua cửa hàng của chúng tôi. Nếu có muôn quần áo thì bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi nào đều có thể chọn. Chúng tôi hứa rằng các cửa hàng sản xuất trên toàn quốc sẽ mở dịch vụ miễn phí suốt đời ở tất cả các phiên bản mới, phiên bản giới hạn và được quyền lợi được lựa chọn ưu tiên cho bà Tô. Tô Ngọc Mỹ có chút không được tự nhiên nhìn lướt qua Tổ Noãn Tâm. Chương 34, cô mắng ai là con khốn. Tô Noãn Tâm cười như không cười nhìn về phía bà Cố và Cổ Thiên Linh hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Quản lý của cửa hàng cười khổ, đành đi về phía bà Cố và Cổ Thiên Linh lạnh lùng nói, hai vị thật xin lỗi, chúng tôi vừa nhận được thông báo của tổng công ty rằng bắt đầu từ hôm nay cửa hàng sản xuất trên toàn quốc sẽ không bán bất kỳ sản phẩm nào cho nhà họ Cố suốt đời. Còn bây giờ thì mời hai vị rời khỏi chỗ này và tư cách là thành viên VIP của hai vị chúng tôi sẽ lập tức hủy bỏ. Sắc mặt bà Cố lúc này trắng bệch nói, các người dựa vào cái gì mà dám làm như vậy. Sắc mặt Cổ Thiên Linh cũng rất khó coi, tại sao các người lại làm như vậy hả? Thật xin lỗi, đây là bí mật của công ty nên không tiện thông báo mời hai vị. Bà Cố thiếu chút nữa ngất xỉu vì tức giận, cậu cả nhà họ Lệ lại coi trọng con khốn này đến như vậy. Không ngờ là trụ sở chính của sản xuất cũng phải nâng con khốn này lên. Cổ Thiên Linh lạnh lùng dẫm giày cao gót đi tới trước mặt Tô Noãn Tâm nói, cô Tô, cô nghĩ làm như vậy là có bản lĩnh lắm sao? Không phải là cô muốn mua cái cửa hàng này sao? Cô đã làm được rồi đó, cô làm ra những chuyện như thế này là muốn lên mặt với ai hả? Tô Noãn Tâm vẻ mặt vui vẻ nói, đương nhiên là để lên mặt với cô Cổ rồi. Nhìn vào biểu hiện của cô bây giờ, xem ra là tôi đã lên mặt với cô được rồi. Thật đúng là vinh hạnh của tôi, con khốn, cô mắng ai là con khốn, Thiên Linh, đi thôi, bà Cố đi tới kéo Cổ Thiên Linh với sắc mặt khó coi, Cổ Thiên Linh tức giận hất tay bà Cố nói, mẹ, hôm nay con không hỏi cô ta cho rõ ràng thì con sẽ không đi. Bà Cố biết toàn bộ chuyện này và cũng có thể đoán ra được rằng Tô Noãn Tâm đang được cậu chủ nhà họ Lệ yêu thương và chiều chuộng, vì bây giờ anh còn chơi chửi chán nên anh mới sẵn lòng giúp đỡ cô.
Nếu có người bảo vệ thì cô ta chắc chắn sẽ không coi hai mẹ con bà ta ra gì, nên bà ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt cơn tức này. Bà ta không khỏi nghiêm nghị nói, Thiên Linh, ngoan, khi về mẹ sẽ giải thích cho con nghe, còn bây giờ thì chúng ta đi trước đã. Cổ Thiên Linh bị bà Cố kéo đi một cách miễn cưỡng, cuối cùng liếc nhìn Tô Noãn Tâm với ánh mắt đầy ác ý. Tô Noãn Tâm không hề nhìn cô một cái mà đưa Tô Ngọc Mỹ đến cửa hàng chọn quần áo với tâm trạng cực kỳ tốt. Nếu Lệ Minh Viễn đã hào phóng như vậy thì cô sẽ không làm nó trở nên vô ích. Hầu hết quần áo ở cửa hàng này đều ở độ tuổi của mẹ cô, nên cô sẽ nhân cơ hội này chọn thêm quần áo đẹp cho mẹ cô. Tô Ngọc Mỹ đẩy ra và nói, Noãn Tâm à, như vậy không hay cho lắm. Tô Noãn Tâm còn chưa kịp nói gì thì quản lý của cửa hàng đã đứng bên cạnh mỉm cười nói, bà Tô cử việc chọn vị tổng công ty cổ phần phó là về sau bà Tô chính là khách quý, có thể mua bất kỳ quần áo nào mà không cần trả tiền. Bây giờ trong lòng vị quản lý rất mong bà Tô có thể chọn thêm quần áo để có thể bù đắp cho sai lầm lớn suýt gây ra lần này. Khi nhận được điện thoại từ trung tâm mua sắm gọi tới thì thiếu chút nữa bị dọa chết. Trung tâm thương mại để thành lại muốn lập tức chấm dứt hợp đồng với cửa hàng bọn họ và đồng ý bồi thường thiệt hại cho việc vi phạm hợp đồng, chỉ cần bọn họ cút đi ngay lập tức. Chuyện này đã làm náo loạn cả tổng công ty, cũng may là ông chủ của bọn họ làm việc mau lẹ nên trong thời gian ngắn đã có thể tìm được người nhờ hỏi thư ký của tổng giám đốc tập đoàn Quốc Doanh. Khi hỏi thì mới biết được nguyên nhân và đã dặn dò cô xử lý chuyện này một cách ổn thỏa, đặc biệt là phải để cho bà Tô kia rời đi trong sự hài lòng. Đây không phải là vấn đề của một cửa hàng mà nó liên quan đến toàn bộ công ty. Trung tâm thương mại để thành được trải rộng khắp cả nước. Mỗi một trung tâm thương mại như vậy đều có một vài cửa hàng sản xuất. Nếu như tất cả đều bị đuổi hết thì trong thời gian ngắn công ty có khả năng sẽ bị phá sản. Mẹ cần gì nhiều như vậy? Mẹ chỉ cần con rể tương lai của mẹ yêu thương con là được rồi.